Phán quyết này được một bồi thẩm đoàn của Tòa án Liên bang Mỹ ở thành phố San Francisco, bang California đưa ra sau một tuần tiến hành thảo luận. Theo đó, chất glyphosate có trong thuốc diệt cỏ Roundup của hãng sản xuất thuốc diệt cỏ hàng đầu thế giới Monsanto đã góp phần gây nên căn bệnh ung thư hạch xuất hiện ở ông Edwin Haderman, 70 tuổi, người đã sử dụng thuốc diệt cỏ này trong vòng 25 năm. Tuy nhiên thì đây mới chỉ là phán quyết ở giai đoạn thứ nhất nhằm xác định việc liệu chất glyphosate có trong thuốc diệt cỏ Roundup có gây ung thư hay không. Trong giai đoạn 2, bắt đầu vào ngày mai theo giờ địa phương, cũng bồi thẩm đoàn này sẽ quyết định mức độ thiệt hại của nguyên đơn cũng như trách nhiệm pháp lý và tài chính của hãng Monsanto, vốn đã được hãng Bayer mua lại năm ngoái với giá 63 tỷ đô la Mỹ. Monsanto cũng chính là hãng đã sản xuất loại chất diệt cỏ thường được gọi là chất da cam mà quân đội Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Đây là lần thứ hai trong vòng một năm qua, chất glyphosate có trong thuốc diệt cỏ Roundup của hãng Monsanto bị xác định là gây nên bệnh ung thư ở người. Năm ngoái, một bồi thẩm đoàn khác đã tuyên phạt hãng Monsanto phải bồi thường 289 triệu đô la cho nguyên đơn. Tuy nhiên thì đây mới chỉ là hai trong số 11.200 vụ kiện với cùng cáo buộc đã được các tòa án Mỹ thụ lý hiện nay. Theo dự kiến thì vào cuối tháng 3 này, một vụ kiện khác với cùng cáo buộc cũng sẽ được tòa án này đưa ra xét xử.